suy giảm nội tiết tố nữ, ảnh hưởng tới tuổi xuân, sức khỏe và hạnh phúc. Khoa học chỉ ra, suy giảm nội tiết ở phụ nữ các châu lục không giống nhau. Thấu hiểu điều đó, 10 năm qua Bảo Xuân tiên phong đem đến sản phẩm phù hợp cho phụ nữ Việt. Bảo Xuân được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng nội tiết tố nữ, làm đẹp da, cải thiện sinh lý và bốc hỏa, mất ngủ. Bảo Xuân, tự hào 10 năm gìn giữ nét xuân, sức khỏe và hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ Việt. Thực phẩm này không phải thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.